Dẫu biết cuộc đời chỉ là cõi tạm trần gian, cuộc đời cao sang mấy ai hạnh phúc hơi người, ganh đua dứt danh bao nhiêu hận thù chỉ vì danh lợi mà thôi. Đời được bao lâu cho ta bao nỗi u sầu, bạc tiền lợi danh ra đi có mang được gì. Ta sống an lành yêu thương con người, ta sẽ gặp nhiều niềm vui. Ở hiền bạn ơi, đời ta sẽ luôn tươi cười, rồi mãi xa kiếp con người trở về các bụi thiên thu. Tiền là phù du mê chi cuộc sống sang giàu, bao nhiêu vật chất trên đời chỉ là cõi tạm mà thôi. Ở hiền người ơi, dẫu biết cuộc đời chỉ là cõi tạm trần gian, cuộc đời cao sang mấy ai hạnh phúc hơi người, ganh đua dứt danh bao nhiêu hận thù chỉ vì danh lợi mà thôi. Đời được bao lâu cho ta bao nỗi ưu sầu, tiền bạc lợi danh ra đi có mang được gì. Ta sống an lành yêu thương con người, ta sẽ gặp nhiều niềm vui. Ở hiền bạn ơi, đời ta sẽ cười, rồi mãi xa kiếp con người trở về các bụi thiên thu. Tiền là phù du mê chi cuộc sống sang giàu, bao nhiêu vật chất trên đời chỉ là cõi tạm mà thôi. Ở hiền bạn ơi, đời ta sẽ luôn tươi cười, rồi mãi xa kiếp con người trở về các bụi thiên thu. Tiền là phù du mê chi cuộc sống sang giàu, bao nhiêu vật chất trên đời chỉ là cõi tạm mà thôi. Ở hiền người ơi, gặp lành bạn ơi, kết thúc như nhau mà thôi.
đều nhắm mắt xuôi tay tận mồ đây sâu. Bạn hãy sống sao không sai, đừng gian dối hay ám hại, vì nhân quả chẳng bỏ qua ai tà ma. Thời thế luôn công bằng, đời ai chẳng nguy nan lầm than, mình phải cố vươn lên thì trời mới ban. Đừng ganh ghét ai hơn mình, mà phải sống cho nghĩa tình, tự tin được chưa khó khăn mới thành công. Giàu nghèo đều có trong gai răng đầy, mình trong hoàn cảnh giống như họ mới thấy. Đâu ai cho tiền không ai bao giờ, nghèo và sáng đôi tay ai cũng làm giống nhau. Vậy khi nhìn thấy ai đang sáng giàu thì ta càng cố gắng chứ đừng ganh ghét. Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn thì oan trái cũng thế thôi, nếu không giàu sang. Thế luôn công bằng, đời ai chẳng nguy nan lầm than, mình phải cố vươn lên thì trời mới ban. Đừng ganh ghét ai hơn mình, mà phải sống cho nghĩa tình, tự tin bước trước khó khăn mới thành công. Giàu nghèo đều có trong gai răng đầy, mình trong hoàn cảnh giống như họ mới thấy. Ai đâu cho tiền không ai bao giờ, nghèo và sáng đôi tay ai cũng làm giống nhau. Vậy khi nhìn thấy ai đang sáng giàu thì ta càng cố gắng chứ đừng ganh ghét. Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn thì oan trái không giàu sang. Giàu nghèo đều có trong gai răng đầy, mình trong hoàn cảnh giống như họ mới thấy. Đâu ai cho tiền không ai bao giờ, nghèo và sáng đôi tay ai cũng làm giống nhau. Vậy khi nhìn thấy ai đang sáng giàu thì ta càng cố gắng chứ đừng ganh ghét. Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn thì oan trái cũng thế thôi, nếu không giàu sang. Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn thì oan trái cũng thế thôi, nếu không giàu sang. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nhân đức chúc cho tất cả những người khiếm thị luôn luôn tiếp nhận pháp môn tịnh độ niệm Phật và lúc nào cũng được an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Nên chương trình khiếm thị đợt này rất là đông quý vị, và cũng rất nhiều quý Phật tử về đây để tặng tiền hoặc là những đồ dùng gì cho quý vị rất là đông. Khi trước đó thời gian gần cả tháng như Đức thông báo. Nên hôm nay chúng ta chia sẻ cái bài học tập gọi là cái khổ của mỗi người cần phải biết tu mới giải quyết được. A Di Đà Phật. Tất cả những người khỏe hay là những người có tật trong cái cuộc đời này, mỗi một con người đến thế gian này ai cũng có cái khổ. Mà cái khổ của mỗi một con người là cần phải biết tu mới giải quyết được, phải nhớ nha. Nên chương trình người khiếm thị, vị thấy rằng là từ hồi sáng tới bây giờ lúc 6:30 là những Đức thấy chánh điện chúng ta ở trong đây khoảng cỡ 300 người. Và tới giờ này luôn là còn 10 phút nữa 9 giờ mà những người khiếm thị ngồi đây niệm Phật. Thì vị tính cái thời gian đó cho tới bây giờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Nên cái chương trình người khiếm thị của chùa chúng ta là tất cả những người có thiện duyên đặc biệt đều là biết niệm Phật. Và họ về đây họ niệm Phật suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Nên tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi mà quý vị mà khi nghe tổ chức chương trình khiếm thị mà quý vị tập trung về để tặng vật chất cho những người này thiệt tình xứng đáng. Xứng đáng. Mấy buổi trước những Đức chia sẻ Phật Pháp có nói một công đoạn rằng lời của Phật, lời của Tổ dạy rằng là dạy cho một người niệm Phật, giúp cho một người niệm Phật, một câu Phật hiệu giúp cho họ được niệm, thì cái công đức đó còn lớn hơn là quý vị đem bảy báo mà cúng dường 100 năm. Nên tất cả những người này niệm Phật nguyên một khoảng thời gian suốt mấy tiếng đồng hồ mà quý vị có thể tặng vật chất và quý vị có tiền, quý vị chia sẻ cho họ. Chúng ta đầy đủ, những người này khổ, người ta đang cần mình giúp cho người ta, thiệt tình xứng đáng vô cùng. Quý vị phải nhớ rằng muốn một gia đạo của mình được bình yên và thịnh vượng thì quý vị phải biết tu nhân tích đức. Cái việc này cực kỳ quan trọng, phải biết tu nhân tích đức. Nếu như gia đạo của mình giàu sang phú quý mà mình chỉ biết ăn xài hoặc là mình chỉ biết tích lũy để cho gia đình của mình, cho con cháu mình thôi, thì có khi cái con nghiệp nó sanh vào nhà mình để đòi nợ gia đình mình, tự nhiên tan nhà mất mạng. Còn nếu như mình muốn gia đạo mình thịnh vượng thì phải tu nhân tích đức. Một phần mình xài, còn một phần thì phải giúp đỡ những con người đang khó khăn. Mà đây là cái cơ hội cực kỳ quan trọng mà chúng ta có được cái nhân duyên để về đây để tu phước tu duyên. Nên trong dịp hè này những Đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị 2 lần. Và lần này tổ chức và khoảng 1 tháng sau chúng ta sẽ tổ chức thêm lần nữa. Nên hào Phật tử khắp nơi nơi khi nghe những Đức thông báo chương trình này, những người giàu sang, những người có điều kiện, quý vị nên tập trung về để mà tặng vật chất cho những con người này. Một lúc mà có thể tập trung vài ngàn người về đây như vậy để quý vị có cơ hội tu phước tu duyên. Đây là cơ hội hiếm có đặc biệt mà quý vị nên tập trung về để tu phước tu duyên. Có nhiều người chúng ta mà quý vị thấy rằng chúng ta đi ăn nhà hàng, quán ăn, có khi chúng ta ăn kêu ra một mâm đồ ăn trả một số tiền mà ăn chút xíu bỏ trên. Bao nhiêu con người trong cái cuộc đời này người ta khổ vô cùng, người ta kiếm một miếng ăn như vậy không có. Còn nhà mình giàu sang có khi ăn mà mình vừa ăn mình vừa bỏ, phí phạm. Tại sao chúng ta không biết tu nhân tích đức quý vị? Tại sao chúng ta không dạy con cháu mình tu nhân tích đức? Nên chương trình khiếm thị nhân đức kêu gọi rằng tất cả những người giàu sang nên dẫn con cháu mình về đây để mà
đưa tiền cho con cháu mình tặng cho những người đang cần vật chất cuộc sống này để làm chi? Để cho con cháu mình nhìn nhận trong cái cuộc đời này còn nhiều người khổ lắm con à. Mình dạy con cháu mình phải biết thương người như thể thương thân. Như vậy thì con cháu mình sau này có đạo đức thì phước báo con cháu mình rất là lớn, thì nhất định là gia đạo mình thịnh vượng. Nên phải nhớ rằng phải tập cho con cháu biết tu nhân tích đức nha quý vị. Việc này quan trọng lắm. Nó nên tất cả những người khiếm thị đang ngồi đây, hay tất cả những người sáng mắt hay người khỏe mạnh gì, coi công đoạn này quý vị nhớ nè. Trong cái cuộc đời này nếu như chúng ta mà không biết tu hành thì cái khổ trong cuộc đời này không giải quyết xong đâu quý vị à. Không bao giờ mà giải quyết xong cái khổ trong cuộc đời này đâu, chắc chắn luôn đó. Nên bây giờ dù cho người ta có cho mình vật chất có nhiều bao nhiêu, nhưng mà trong cái cuộc đời này chúng ta xài xong là hết trơn. Nhưng mà cái điều chia sẻ Phật Pháp để quý vị biết niệm Phật, đây là con đường giải thoát nè. Nên cái khổ trong cái cuộc đời này không phải chỉ có những người tật nguyền không đâu quý vị à. Mà có những người giàu sang, có những người khỏe mạnh vẫn là khổ, vô cùng khổ. Vì những đứa ở trong chùa, một ngày những đứa gặp bao nhiêu người, chùa mình bây giờ là gom lại hết cái số lượng người 1.000 người mỗi ngày đó. Mấy đạo tràng là 1.000 người, quý vị biết rằng là những đứa gặp bao nhiêu con người khỏe mạnh giàu sang, người ta vẫn than vang là khổ, vẫn là than vang khổ. Nên chúng ta thấy những chương trình này tự nhiên mình thấy rằng là cái khổ gì trong cuộc đời mình thấy mình cũng nhẹ bớt đi. Vì sao? Vì trong cái cuộc đời này còn nhiều người khổ lắm. Nên có những người khiếm thị ngồi đây quý vị biết rằng là người ta đã khuyết hai con mắt rồi. Như vậy mà có những người khuyết cả đôi chân hoặc là đôi tay của người ta luôn quý vị. Còn chúng ta dù có nghèo cỡ nào, chúng ta đi làm thuê làm mướn, nhưng mà chúng ta vẫn còn đầy đủ lục căn. Đây là cơ hội đặc biệt. Cái khổ nhất là cặp mắt không được thấy, cái khuyết vô cùng. Nên mỗi lần tổ chức chương trình khiếm thị, những đức đều nêu lên cho đại chúng trong chùa rằng quý vị phải thương yêu họ. Và những đức bố trí một cái nhân sự từ lớp đệ tử quy, các cháu còn nhỏ, các cháu gặp người khiếm thị bước xuống xe, nắm tay dẫn người ta đi vào chỗ nhà ăn ăn cơm, dẫn người ta chỉ nhà vệ sinh, dẫn người ta vào trong chánh điện. Có nghĩa là các cháu có thể tu phước tu duyên từ những con người này. Mà khi các cháu phát được cái tâm, trồng cái chủng tử này cho các cháu từ khi còn nhỏ, sau này khi lớn khôn lên tự nhiên có một cái tâm thiện đặc biệt lắm. Cái tâm thiện đặc biệt dữ lắm quý vị à. Nên cái chương trình này quý vị khắp nơi nơi mà coi được, khi những đức sắp xếp hoặc là thông báo lên, chúng ta nên đi về để mà mình giữ chương trình này. Dù quý vị không có tiền tặng người ta đi chăng nữa, mà đến giữ chương trình này, quý vị vẫn tu phước tu duyên. Dù là gặp những người khiếm thị, nắm tay dẫn họ đi một đoạn đường đi chăng nữa, cũng là một cái tâm thiện phát xuất từ tâm của mình chăng thật mà lạ. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này có giàu sang cỡ nào đi chăng nữa, rồi cuộc đời của người chúng ta cũng già rồi, cuối cùng chúng ta không phải đi vào cái chỗ chết. Nên nếu như chúng ta hiểu được thì cái việc tu phước tu duyên cực kỳ quan trọng nên làm. Nhưng mà quý vị coi, từ hồi sáng tới giờ nghe, ngồi niệm Phật. Bên kia những đức đi vòng vòng, những đức coi rõ ràng. Ngồi trong đây niệm Phật nên những đức nói với mấy anh em, họ có đau chân cho họ thẳng chân ra, họ ngồi từ hồi sáng tới bây giờ. Từ 6:30 có cái đoàn ở An Giang, Đồng Tháp, mà mới có 2:00 là họ đến đây. 2:00 đến đây và họ nằm xung quanh của chánh điện này. Những đứa kêu sắp xung quanh vô hành lang chánh điện cho họ nằm đến chi? Để sáng công phu niệm Phật, để cho họ nghe được câu Phật hiệu. Vì trong lòng những đức nó tin cái tịnh độ này dữ lắm. Chỉ có đúng cái môn tịnh độ này mới cứu khổ cứu nạn ở chúng sanh được. Nên tất cả những người khiếm thị về đây mà mình có thể lo cho họ, mình tặng tiền đồ cho họ, nhưng mà cái quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn, đó là gì? Chúng ta tặng Phật Pháp cho họ, để mỗi một con người chúng ta cứ nắm chắc câu Phật hiệu này. Dù là tật nguyền lê lết, nhưng mà mình cứ như thế nào? Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đây là gì? Đây là con đường được giải thoát. Nên mỗi một con người chúng ta nên trân quý và cố gắng thu phước tu duyên. Có nghĩa là những đức nhắc chính mình phải cố gắng tu phước tu duyên trong cái khoảng đời của con người mình đang còn sống này nè. Chứ đừng có để khi mà mình một hơi thở thở ra không hít vào, chúng ta không có cầm được phước báo đi mà toàn là cầm tội. Rồi những người làm công cho mình, những người chủ cả, mà có những người nhân viên làm công cho mình, quý vị nên dẫn dắt người ta để cho người ta biết Phật Pháp. Giúp người ta cỡ nào cũng không bằng cho người ta biết Phật Pháp cả. Chỉ có cho người ta biết Phật Pháp mới hết khổ thôi.
Còn nếu như mà không cho họ biết Phật pháp, quý vị có cho họ bao nhiêu tiền họ không bao giờ hết khổ đâu. Vì tiền là xài hết, còn Phật pháp là lưu lại trong tâm. Và khi cái khổ của nội tâm phát ra thì hiểu được định lực nhân quả. Vì sao cuộc đời mình đi đến thế gian này mình bị khiếm thị? Vì sao mình bị khiếm tật? Mình bị què quặt, mình bị tật nguyền. Vì sao mình đến thế gian này người ta không xem trọng mình? Có những người đến thế gian thì được bao nhiêu người xem trọng, còn mình thì không ai coi trọng mình, ai cũng xem rẻ mình hết. Thì vì sao? Vì mình đã từng gieo nhân không phải, nên mình chịu cái quả báo không phải. Thí dụ như bây giờ chúng ta có cặp mắt này, mà chúng ta dùng cặp mắt này mỗi ngày để chúng ta đi nhìn những cái không phải, chúng ta đi nhìn những cái điều mà không phải để chúng ta nói lỗi người ta hoặc là châm biếm người ta, thì cặp mắt mình nhìn viết chắc chắn là cái quả báo là nhất định chúng ta sẽ không có cặp mắt sáng. Tại vì dùng cặp mắt qua chiều hướng đó thì cặp mắt nó không sáng. Còn nếu như chúng ta dùng cặp mắt này để mở ra cái trí tuệ từ bi, để nhìn tất cả những con người khổ đau, để mình làm những việc tốt đẹp, thì cặp mắt mình tới già, cặp mắt mình vẫn còn sáng. Nhớ. Nên mỗi chúng ta đã từng tạo cái nghiệp này, bây giờ mình bị khiếm thị, bây giờ mình phải trồng lại cái tâm mình, đó là tâm hướng thiện, tâm nhớ Phật niệm Phật, để nó sanh trí tuệ từ tâm phát ra, để mà gầy dựng cái tính tâm niệm Phật. Thì khi sanh về cực lạc rồi thì tự nhiên cặp mắt mình nhìn tận hư không khắp pháp giới mình cũng thấy luôn nữa. Phải gieo lại quý vị à, phải gieo lại. Có một cái cô kia nghe, cô nói như nè, thầy ơi thầy, đúng là rõ ràng là quả báo là ghê thiệt. Lúc mà con chưa biết tu á thầy, con là thường là cứ bẻ chân ếch, ếch đồ con này con kia, mà gà đồ là con khi mà cắt cổ con bẻ, con quay đầu nó lại. Nghĩa là tạo cái nghiệp thường bẻ chân. Thí vị biết rằng là rõ ràng cái câu nói nghe, ngày xưa quả báo thì lâu, mà đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Thì quý vị biết rằng là nửa cuộc đời sau của cô, tự nhiên đang đi ngoài đường xe đụng cái rầm, không biết làm sao tự nhiên cái chân của nó bẻ quẹo ngang y gan là cái con ếch mà cô bẻ lội chân như quý vị. Thì đúng là cái quả báo nó rõ ràng không sai một chút nào. Bởi vì Phật nói một câu nghe, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem cái nhân đời này. Nên tất cả chúng ta mà nghe Phật pháp rồi, chúng ta không có trách số phận. Mình không có nói rằng là ông trời tại sao sanh tôi ra thế gian này, mà tại sao mà tôi khổ như vậy, tôi làm cái gì nên tội, tôi làm cái gì nên tội mà tôi khổ như vậy. Quý vị phải nhớ rằng tất cả cái khổ trong cuộc đời này không ai đem cho mình, mà chính mình là người gieo ra cái khổ để rồi mình lãnh lấy cái khổ. Nhớ nghe. Đó, nhớ đó. Đó. Bây giờ chúng ta tập trung về đây được một cái số lượng người này, và rủ bao nhiêu con người mạnh thượng quân về đây để mà chúng ta kết hợp để mà phát triển cái chương trình này. Cái chương trình này nên phát triển. Nên những đức nói rằng tất cả những người giàu sang có điều kiện, quý vị mà chỉ cần coi qua chương trình này, quý vị nên phát tâm giúp cho những con người này khi qua chương trình này. Những đức không kêu quý vị đưa tiền những đức nghe. Quý vị nhớ rằng cái chương trình này là những đức lấy cái quỹ trong Tam Bảo là những đức thuê xe. Tất cả những người này chúng ta đều thuê xe hết, và những đức trả tiền xe, và mỗi người những đức bỏ bao thư 200.000. Còn tất cả hàng Phật tử thì quý vị có tiền, quý vị cứ tự quý vị đổi tiền qua ra với khả năng của mình, sau đó mình tặng tiền cho người ta. Còn riêng những đức là trả tiền xe, rồi mỗi người những đức bỏ bao thư 200.000. Còn hàng Phật tử là những đức đều là động viên người ta là nên rủ người thân mình chưa biết tu để cho người ta đi tặng tiền. Lạ lắm, có những người ta chưa biết tu, bị rủ người ta vô chùa tu người ta chưa chịu đâu, nhưng mà rủ người ta đi tặng quà cho người khác thì người ta đi. Nên mình rủ người ta đi thì bữa nay người ta đi đến đây, người ta cũng được nghe Phật pháp, người ta qua chương trình này người ta nghe Phật pháp, qua cái đường dây này để câu thông cho người ta đi tiếp nhận Phật pháp luôn. Thì mình gieo cho người ta như vậy để người ta phát cái tâm từ bi từ từ gọi là xả sang tham. Con người nó bỏ cái lòng tham thì sanh phước báo. Phải nhớ rằng nếu như con người mà nó chấp vào cái lòng tham là đi đâu mình cũng vơ vét, đi đâu mình cũng là muốn đem về, là muốn là mình có cái của này là mình giữ gìn luôn, vậy thì chắc chắn rằng cái lòng tham này nó làm cho mình tiêu sạch phước, và tự nhiên một ngày nào là sự nghiệp nó tan tành liền, không nói dòng gió chứ. Nên tất cả những người giàu sang phải cần nghe Phật pháp, những người nghèo nàn cũng cần nghe Phật pháp, những người tật nguyền cũng phải cần nghe Phật pháp. Vì sao? Vì Phật pháp cứu cuộc đời chúng ta. Phật pháp cứu cuộc đời chúng ta, cái này là cái quan trọng lắm nha quý vị.
Nên từ nơi đó mà mỗi một người khi nghe Phật pháp quan trọng lắm. Quý chú nè, đúng ra có một người đứng đây nè, để người ta đi qua đi lại chặn đường, người ta dẫn người ta đi máy quay phim, đi tới đi luôn, thấy không? Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình á, khi mà giữ chương trình này, những đức nói ấn tượng dữ lắm. Quý vị chỉ cần ngồi bình tĩnh, quý vị quan sát thôi, thì quý vị sẽ thấy ấn tượng cái chương trình này dữ lắm. Những đức nói nếu như những đức quý vị, những đức ngồi ngay cái chỗ cái cây xài bên đây, hay là kiếm cái ghế nào phía trước này, những đức ngồi, khi mỗi một đoàn xe người khiếm thị bước xuống, người ta đi một cái nghe, những đức quan sát mỗi một con người, mình thấy đúng là khổ. Bây giờ những vị trưởng đoàn dẫn người khiếm thị đi, quý vị thấy không? Nhìn về cái vô thường, quý vị thấy sâu sắc không? Bây giờ dẫn dắt người ta đi, quý vị thấy nó lụp chụp vậy đó nghe. Mà khiếm thị thì khiếm thị như vậy, nhưng mà họ không nghe Phật pháp rồi, quý vị coi phải không? Khi quý vị dẫn họ đi, đi đến chùa, quý vị thấy không? Nếu như quý vị mà không kiên nhẫn, quý vị sẽ không phát tâm dẫn đâu. Có những người khiếm thị họ cũng không phải hiền đâu quý vị à. Tại vì họ khiếm thị là khiếm thị, nhưng tâm địa của họ chưa hiền, vì chưa nghe Phật pháp sao hiền. Bây giờ có những người mình sáng mắt mình nói ủa, đã tặc nguyền rồi còn hung dữ. Không biết Phật pháp là ai cũng hung dữ chứ. Dù nó hai tay hai chân nó cụt hết, cặp mắt nó cũng không thấy đường luôn, mà nó giữ vẫn là giữ của cái tâm này nè. Cái tâm này nó giữ vẫn giữ, nó lóc vậy đó. Vì chỉ cần lợi khiều một cái thôi, nếu cái miệng này còn nói được, cắn bây giờ, thấy không? Tại vì sao? Vì cái tâm thức này là nó giữ nè, mà khi nó nghe đạo rồi nó mới hạ cái tâm xuống. Là vì mình biết rằng cái giữ này không giải quyết được vấn đề. Cái hung dữ này nhiều đời nhiều kiếp nó làm cho mình trở thành mà tàn tạ, mà tật nguyền khổ đau như vậy, là do hung dữ, do tạo nghiệp mà sanh ra như vậy. Nên từ bây giờ mình thôi, mình đừng có hung dữ nữa. Thôi hung dữ làm chi nữa. Nên những người khiếm thị mà chịu, mà quý vị mà thấy đường, thì gặp cái mặt Nhân Đức là quý vị biết cái mặt Nhân Đức nó giữ cỡ nào. Biết sao? Ngày xưa ngoài đời thôi, mình cái gì nó cũng cháo chở, cái gì cũng dữ dằn. Tới 29 tuổi mới gặp Phật pháp, mới đi tu. Thì Nhân Đức thấy rằng mười mấy năm Nhân Đức hung dữ, Nhân Đức cháo chở đủ cách, nhưng Nhân Đức không được một cái gì cả. Không được cái gì, đây là rõ ràng rồi. Mười mấy năm lên thành phố muốn mình lập nghiệp mà đủ cách để cháo chở thủ đoạn, nhưng không được. Cuối cùng 29 tuổi gặp Phật pháp đi tu. Lúc đó mở tâm lượng ra là thương người già, lo cho người già, không nghĩ về vật chất, không nghĩ mà có. Không ngờ rằng là mình đi vô chùa mình làm những việc này. Không ngờ luôn, nghĩ rằng thôi bây giờ ở ngoài đời giống như tới 29 tuổi gần nửa đời người không làm ăn, không lập được sự nghiệp gì quan trọng cả. Cũng không có con mắm nào cần mình luôn. Nên quý vị coi hư hỏng nè, xấu xí nè, thiếu học nè, nói chuyện thô thiển nè, cọc cằn nè, cái mặt thấy ghê ô. Thì coi đó, nó đủ thứ xấu chứ không có con mắm nào nhìn hết. Thì vì biết 29 tuổi gặp Phật pháp. Vậy mà một con người như vậy bước vào Phật pháp, vậy mà Phật giới ghê không? Vậy thì Phật từ bi, bất cứ một chúng sanh nào quay đầu hướng thiện thì Phật rước, chắc chắn luôn á. Nên á, chúng ta chỉ cần nương vào Phật là mình thấy cái tâm địa mình nó thoải mái liền à. Lúc mình khổ nhất đi chăng nữa, mà trong tâm trạng của mình A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hoặc là lỡ mình đi dắp té cái rầm, A-di-đà-phật. Chứ đừng có té cái rầm, nó con mẹ nào để cái cây chỗ này tao té. Hiểu không? Nên mình á, mình đó là nghĩa là mình biết niệm Phật rồi, bây giờ té cái rồng A Di Đà Phật, hiểu không? Nó nên á, còn lên xe mà mình nghe ai nói chuyện tầm phơ tí phèo, mình ngồi đó mình im mình cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chắc ăn. Ví dụ như mấy ông đồ này mà ngồi mà nói chuyện chữ thầy rồi này kia, tập lên đi, từ hôm nay đừng có chữ thầy nữa. Cái miệng này dùng cái miệng này chữ thầy tiếng chi ạ? À? Còn mấy bà mà không nghe đạo mà nói chuyện tục tiểu chi ạ? À? Hoặc là kêu con này con nọ chi ạ? À? À, đỉ điếm luôn chi ạ? À? Hiểu không? Tao kêu ai với đạo Phật đi. Đó. Có đó chứ không phải không có đâu. Nó ngồi đây đó dữ lắm á. Khiếm thì khiếm vậy chứ cũng dữ lắm. Phải không? Nó thì bây giờ những đức cũng nói những đức dữ, những đức cũng nói với vị dữ, bây giờ chúng ta cùng tu nè. Bây giờ chúng ta đổi lại nè, chúng ta phải hiền lại nè. Rồi chúng ta phải mở tâm lượng niệm Phật để cầu sanh cực lạc nè. Phải có cái tâm như vậy đó.
Chứ bây giờ mà mình nói mình hiền không á, thì người ta thấy ờ ông có thiện căn ông tu được, còn tu gì sao tôi tu. Còn bây giờ mình nói mình quá trời hư luôn, mình cũng tu được thì người ta tu được thôi. Đó nên những đức nói cái chương trình này nó ý nghĩa dữ lắm, nó quá ý nghĩa. Nên những người mà ta có tiền mà ta đi casino đồ quýnh bài rồi đó, ta đi cá độ đá banh rồi đó, mà ta đi ăn chơi cái này cái kia đó, sao không đem vô đây rửa đây nè. Nó mỗi lần mà chương trình khiếm thị vô đây, đem vô đây 100 triệu, 200 triệu, tỷ rồi đem vô đây cho người ta hết đi. Ồ tu chỗ này thôi nó đặc biệt gì đâu, tu ngay con người mà họ niệm Phật từ sáng tới bây giờ, chứ đâu phải là những cái chương trình mà lại cái là tặng quà đi về mất tiêu, hoặc là không dạy cái gì sâu sắc. Còn bây giờ người ta niệm Phật từ sáng tới bây giờ nghe, họ niệm ngồi niệm mà thấy có nhiều người mà ngồi từ sáng giờ mà đau chân mà niệm một chút rồi bắt đầu là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không? Ôi ôi ngồi lâu quá, ngồi lâu quá mà niệm chút rồi đó. Bắt đầu chút, bắt đầu có nhiều cô mà như thế nào nằm ngay cái bàn đó, những cô mà trời ơi, nằm ngay cái chỗ ngồi đó luôn. Còn những cô thì như thế nào chồm hổm hai cái chân lên, bắt đầu là dựa cái chán vào hai cái đầu gối, bắt đầu giống như thê thảm lắm vậy đó. Thấy không? Mà vẫn là như thế nào lỗ tai nghe. Thấy chưa? Quý vị biết vì sao mà những đức kêu cái chánh điện của mình mà bắt lên cái điều niệm Phật có lớn không? Vì nó xông ớp quý vị luôn rồi. Ngồi ở đây hay ngồi bên kia gì, ngồi ở đâu đi chăng nữa, câu Phật hiệu thì cũng chùm luôn. Nên những người khiếm thị khu vực này ngồi ở đâu cũng vậy chứ, cũng phải nghe. Niệm không niệm cũng nghe. Nó vậy thì quý vị biết từ sáng tới giờ mà nghe câu Phật hiệu và niệm câu Phật hiệu thì quý vị tặng vật chất cho họ đúng thật sự. Xứng đáng thiệt luôn. Nó khi hiểu được cái nguyên lý của bố thí cúng dường và hiểu của cái việc tu phước duyên thì chúng ta rất mạnh dạn rẹt. Vì sao? Cái này là tạo cầm đi được, vật chất của cải nhà cao cửa rộng vợ đẹp con xinh không cầm theo được, mà còn có tác dụng phụ nữa. Cái gì cũng con tôi nè, để lại cho con tôi nè, để lại cho con tôi. Vậy đó mà mai mốt đứa con này nó không nghe đạo, nó trở ngại một phát, nó quay là 180 độ, nó cự là quý vị, nó cãi quý vị, hoặc là nó chả treo quý vị. Lúc đó bị tức nó kể lễ lại nghe, tao vì mày, cái gì tao cũng vì mày, cái gì tao cũng vì mày, mà bây giờ mày trả lời lại với tao à. Tức trồ, tức cũng cắn lưỡi vậy. Nó nói ai mượn gì tôi đâu có kêu gì tôi đâu. Không có đó nghe, chứ không phải không có đâu đó. Trời, hôm qua như đứa coi công đoạn quý vị, đúng rõ ràng nghe. Con cái của mình phải dạy cho biết giáo dục nha quý vị. Trời ơi coi cái công đoạn đúng là người ta quay lén, mà cái công đoạn coi một cái mà chấn động tâm luôn. Bởi vì nhận đức nói rằng những cái việc mà quay được những cái việc ác quý vị đừng có bỏ lên mạng nha. Vì bỏ lên mạng nhiều người chửi quá nên cái tội lỗi này nó quá nặng, nó kết thành cái tội lỗi quá nặng. Trời ơi cái con nhỏ này gì đâu mà nó ác gì đâu mà kinh khủng thiệt. Nuôi mẹ ruột quý vị ơi, mà bà mẹ ruột chắc khoảng 70 mấy tuổi, bà bị lặng quý vị. Thì bà lẳng là bà ngồi không mà bà đâu có đi được đâu. Thì bà ngồi ở trên cái giường quý vị, bà ngồi trên cái giường á, thì bắt đầu là bà đi phăng ra rồi rớt xuống dưới á. Bắt đầu nó đi làm về nó chữ. Trời ơi mà người ta chắc cái bà này bà dữ quá. Người ta đặt cái máy quay người ta quay lén lại nghe quý vị. Bắt đầu là nó chửi xong nó cầm cái chổi vô nó với cái đồ mà để đi hốt rác á. Nó cầm vô bắt đầu nó quét để bình thường hết đi. Bắt đầu là nó quét nghe, nó quét xong một cái nghe quý vị. Xong bắt đầu là nó chửi mẹ nó bằng mày không, mà nó cầm cái chổi nó quất vô mặt. Xong nó bưng nguyên cái đồ mà hút rác đó đó quý vị. Nó lấy phân nó hắt vô mặt, nó chay vô mặt bà, nó dập bà vậy. Mình coi một cái trời ơi nó chấn động tâm mà nó nói công nhận. Đúng là có những con người trong cái cuộc đời này kinh khủng thiệt quý vị ơi. Đối xử với cha mẹ mà không tưởng tượng được. Mà quý vị ở ngoài đời, nếu như những người sáng mắt, quý vị coi báo hay đài, tivi rồi quý vị coi có mà. Con cái bây giờ nhiều đứa con mà nó ngỗ nghịch với cha mẹ kỳ cục lắm. Mà tất cả những việc này nếu như quý vị mà nghe đạo hiểu rồi đó nghe, thì quý vị mới biết rằng những sự việc này do cái nhân mình đã từng bắt hiếu với cha mẹ mình, mà bây giờ con mình nó bắt hiếu ngược lại với mình nè. Cái nhân quả ba đời không sai chạy vào đâu mà. Trồng ớt ăn ớt, trồng dưa ăn dưa, trồng cà ăn cà, quý vị trồng cái gì ra cái nấy à. Nên hôm qua những đức gặp một cái cô kia, những đức nói một câu rằng á, cô nhớ nè, cô dì cha mẹ cô thì con cô có phúc, còn cô dì con cô
thì con cô có quả, mà cô cũng có quả luôn. Nên cuộc đời con người chúng ta nhớ nè, cái gốc là ngay cha mẹ mình báo hiếu thì con mình sẽ thiện tâm. Nếu như mình vì con mình hơn cha mẹ thì mình với con mình sẽ cùng tạo nghiệp. Nhớ đó, mình với con mình sẽ cùng tạo nghiệp đó. Nên bây giờ trong cái xã hội này, bây giờ rất nhiều người họ vì con họ hơn cha mẹ. Có khi mà con của mình mà nó đi nó dắp té cái mình lợi mình ẩm lên mình vuốt ve, con ơi có sao không con ơi có sao không con, để mẹ mua cái này cho con nghe, mẹ mua cái này cho con nghe. Như vậy mà lạ thay, mình quên mất tiêu ngày xưa. Ngày xưa mình cũng được cha mẹ mình thương yêu mình như vậy, mà bây giờ mình chỉ biết con mình mà không biết cha mẹ mình. Thấy không? Mình chỉ biết con mình mà không biết cha mẹ mình, quý vị à. Nên cuối cùng sau này thì tới mình già rồi thì con mình nó cũng biết con nó, không biết mình. Vì chính mình đã không biết cha mẹ mình, chỉ biết con mình. Thì tới đời mình già thì con mình nó biết con nó, không biết mình. Nên những đức thường nói rằng cái giọt nước trước nhiễu sao thì cái giọt nước sau nó nhiễu thay như vậy, không sai một chút nào hết. Nên tất cả chúng ta nếu con bất hiếu với mình, quý vị đừng bao giờ hoàn toàn buồn trách nó, mà quý vị phải nhớ kỹ rằng chính mình đã gieo nhân gì thì bây giờ mình gặt quả báo đó. Nên thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Không, dùng cái câu đặc biệt là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, nói sức mọi hộp luôn. Nên người khiếm thị người ta mới nghe được, không chuyện giỡn đâu quý vị. Có nghĩa là những đức với người khiếm thị thì cái duyên nó dày dữ lắm. Vì thấy rõ ràng không, những đức vừa lên mà niệm câu Phật hiệu thôi là họ vỗ tay liền, biết liền. Tại vì chương trình đã tổ chức mấy năm nay nhiều lần quá, nó qua những cái chương trình mà nguyên một khoảng thời gian không tổ chức được chương trình, lúc mà dịch bệnh mà trong lòng những đức nói là khi mà hết dịch là những đức tổ chức liền. Lúc đó có một thời gian mà vừa hết dịch mà ai ta cũng giỏi hết, nhưng mà những đức tổ chức chương trình khiếm thị. Tại vì sao? Vì mình mong cho những con người này người ta được về chùa, người ta được nghe Phật pháp, rồi mình rủ nhiều người phát tâm ra để mà giúp đỡ những con người khó khăn này, quý vị à. Nên cuộc đời con người chúng ta khi khổ chúng ta cũng mong có người giúp mình. Như vậy thì mình giúp người là đúng rồi. Khi quý vị mà giúp những con người này rồi, lương tâm mới bị nhẹ nhàng lắm. Trời ơi, ngày nay tôi đi đến đây, tôi được tỳ hỷ cái tâm những người giúp con người này, hay những con người này được có tiền nhiều. Nên mỗi lần mà người khiếm thị mà người ta mà được nhận tiền xong á, có khi những đức đi vòng vòng họ không biết những đức đâu nghe. Những đức đi lại gần, những đức hỏi họ, ủa bữa nay được nhiêu tiền? Cái họ hỏi, ủa bạn mù hả? Họ cũng khôn lắm nghe. Họ sợ người sáng mắt hỏi họ đi giật tiền, quý vị. Hỏi bạn có mù không? Nói tôi bị mù mà còn bị què nữa. Bạn được nhiêu tiền? Hỏi họ, họ hỏi những đức hỏi chi à? Tôi hỏi để coi ông thầy Đức cho nó công bằng không. Cái họ hỏi lại những đức nghe, vậy mày được nhiêu? Mày được nhiêu? Cái những đức nói tao được 600. Cái thằng kia nó nói trời trời, sao mày nhiều dữ vậy, tao được có 450 à. Sau cái những đức nói nè, mày nhớ nghe, ông thầy Đức cũng giảng rõ ràng, mỗi một con người có phước khác nhau nghe mày, chứ mày đừng có trách ổng. Tại vì sao cái phước mày được có 450, còn cái phước tao được 600? Nên tự nhiên người ta gặp cái mặt tao là người ta cho thêm 100 mấy, còn người ta gặp mày cái tao phớt luôn, tao không cho là tại mày không có cái phước đó. Thôi mày cố gắng mày về mày niệm Phật đi, lần sau mày được 600. Thấy chưa? Thấy không? Đó, thấy chưa? Có khi ngồi mà chơi với người khiếm thị, mình hỏi họ để họ được nhiêu tiền, mình coi có họ được nhiêu tiền là mình mừng giùm cho họ, ngày hôm nay họ được cho nhiều chút, mừng giùm. Quý vị phải nhớ nghe, tất cả những chương trình từ lễ hội chủ nhật cộng tu cho tới chương trình người khiếm thị, chưa bao giờ những đức suy nghĩ rằng mình tổ chức một chương trình mà mình có tiền mình cầm vào, tùy vào cái duyên phước đó để mình lo cho chúng là được rồi. Còn mình chưa bao giờ suy nghĩ rằng mình tạo dựng một chương trình để Phật tử người ta cầm tiền, người ta đưa mình để mình có tiền thêm, không phải đâu quý vị à. Thật sự mà nói á, chỉ cần những con người này người ta được vui khi đi về chùa, nên những đức cứ nói với đại chúng trong chùa mình thương họ đi, cứ chân thật mà thương họ đi, cứ lo lắng cho họ, giúp đỡ cho họ.
Về chùa mà họ ăn uống cái gì mình lo cho họ đàng hoàng đi. Kệ mình hết với khả năng mình thôi. Quý vị biết rằng cái số lượng đông người này mà cái ban tổ chức của mình mà quý vị biết liên tục. Như hôm qua là chùa mình chiên bánh xèo, chiên bánh xèo cho 1.000 người ăn. Thì chùa mình giờ 1.000 người, mấy đạo tràng gom lại hết là 1.000 người. Thì chiên bánh xèo thì chiên hết. Thì 1.000 người thì chiên khoảng 2.000 cái bánh xèo. Còn Phật tử vô nữa thì phải chiên khoảng 2.500 cái bánh xèo. Mà từ 4 giờ sáng chiên cho đến 8 giờ đó, chiên bánh xèo mà nó vui gì đâu. Đúng rõ ràng cái niềm vui trong cái cuộc đời này đó quý vị là cái gì? Là cái niềm vui tự nhiên và cái niềm vui mà chúng ta không bị danh lợi buộc ràng. Và cái niềm vui mà niệm niệm vì người, chỉ người ta được tốt rồi mình mừng. Chỉ cần quý vị có một cái tâm này là tự nhiên quý vị có niềm vui lần. Những đức đi tu mười mấy năm nay mà vui được là cái gì? Niệm niệm như đức cứ nghĩ cái chương trình cho người ta không à. Nào là chương trình lớp đệ tử quy các cháu nhỏ, nào là chương trình người khiếm thị, rồi động viên tất cả những vị trưởng đoàn rủ người đi tu ngày chủ nhật, rồi lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 6 lần này lễ 3 là ngày. 3 ngày là ngay thứ 6, thứ 7, chủ nhật. 3 ngày lễ 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đến chi? Hiện tại kiếp nạn dãy đầy, chỉ có tu mới hóa giải kiếp nạn. Chỉ có tâm thiện kiếp nạn mới hóa giải. Thì bây giờ chúng ta có được cái duyên này, rủ người về tu, chân thật rủ người về tu. Nên vía Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả quý vị Phật tử khắp nơi nơi đủ duyên tập trung về. Để làm chi? 3 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỉ cần bỏ tiền xe đi là được rồi. Về đây lễ 3 ngày đúng là cơ hội hy hữu. Khó ai tổ chức 3 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Ai mà lại nổi. Những đức mà vài năm nữa, dài dài chút nữa lại hết nổi. Si cùng que sao lại nổi nữa. Bây giờ 41 tuổi thì còn được, còn khỏe nè, nói chuyện ầm ầm đúng không? Nhưng mà vài năm nữa tổ chức chương trình khiếm thị, lúc đó nói yếu yếu là biết rồi đó nghe. Mà chắc 41 tuổi chắc cũng còn khỏe lâu ha. Chứ bây giờ mà vài ba năm nữa mà nghe mà lên mà gặp quý Phật tử mà lên mà chào người ta mà xin chào quý Phật tử là biết rồi, gần chết rồi đó. Nói chuyện rì rì là gần chết rồi đó. Còn bây giờ ầm 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 ầm, khỏe khỏe thì cố gắng thôi. Nó nên từ nơi đó mà những cái nhân duyên này, những đức cứ mạnh dạn hết lòng mà làm. Trời ơi, bên kia mà trong lòng của mình mà đứng bên kia mà nhìn người khiếm thị niệm Phật nghe, trong lòng nó vui gì đâu mà nói trời ơi, tất cả những người này mà mình rủ họ về niệm Phật, cả đời mình mà tu phước duyên mà rủ người ta niệm Phật kiểu này, trời ơi, đến thế gian này đến khi chết mình mãn nguyện gì đâu. Nó quá mãn nguyện. Nên những người mà biết niệm Phật rồi đó nghe, tất cả cái chỗ buôn bán vì cứ để máy niệm Phật suốt. Nhất là những người bán quán cơm chay rồi để máy niệm Phật suốt luôn. Chủ cũng nghe mà người làm cũng nghe, khách vô ăn cơm cũng nghe, hoặc là bắt pháp cho người ta nghe giờ nào, rồi cái giờ nào mà bắt niệm Phật là bắt xuyên suốt, điều niệm Phật nhẹ nhẹ vừa ở trong cái chỗ buôn bán của mình, kẻ ra người vào, người ta nghe câu Phật hiệu mình chỉ cần gieo cái chủng tử cho người ta, để gieo cái duyên đắc độ cho người ta thôi, mình chỉ cần có một cái tâm như vậy thì cái nơi buôn bán làm ăn của mình thịnh vượng liền. Vì sao? Vì câu Phật hiệu này thù thắng lắm. Những đức tin như lắm nên xung quanh chùa của mình, trời ơi, nó bắt niệm Phật xung quanh tùm lum tùm la. Quá trời luôn. Hôm qua hòa thượng hỏi, ông bắt cái gì đâu mà tùm lum hết trơn. Tôi đi đâu tôi cũng nghe niệm Phật hết trơn á. Tôi đi chỗ nào tôi cũng nghe cái cục đen nó niệm sùm. Cái lo ấy vậy. Nó bên đại tùm lâm nó bự vậy mà những đức đi đâu là những đức cứ bắt cái lo. Vì mình mong cho người ta đi đâu, người ta đi vòng vòng người ta cũng nghe câu Phật hiệu. Vì cái câu Phật hiệu này đặc biệt lắm. Muốn hết khổ thì phải niệm câu Phật hiệu này nè. Trời ơi, chùa nguyên cái mùa dịch này mà bình yên là nhờ niệm Phật đó quý vị ơi. Nhớ nghe. Đó. Bây giờ nói chuyện nãy giờ, bây giờ chúng ta niệm Phật vài câu nè quý vị. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Vô đây nhờ vỗ tay mà đỡ ngủ gục, chứ giờ này mà nó không sôi động là nó buồn ngủ dữ lắm chứ không có giỡn đâu. Có cái ông kia, ổng đeo hai cái mắt kiến đen, mà ổng á thì ổng bị khiếm thị, ổng đeo hai mắt kiến đen nữa. Thì ổng ngồi gì khi bắt niệm Phật lên, người ta niệm Phật quá trời luôn, ổng ngồi ổng im ru. Mà người khiếm thị thì mắt họ, nhiều người họ nhắm lại, nên ngủ hay thức mình cũng không biết nữa. Thì người ta niệm quá trời luôn, còn ổng thì ổng ngồi ổng ma mới kiến đen thui, mà tưởng đâu niệm Phật. Ổng ngồi ổng ngậm miệng im gu lại, cuối cùng chút ổng thở ra ổng làm sao gì biết không? Thấy chưa? Thôi kệ, mà đã thương là mình thấy thương liền à, sao thấy cũng thương chứ á. Tại vì đã có duyên đến với thế gian này, bây giờ mình hiểu đạo mình biết rồi. Đã thương rồi bây giờ mình thấy ai mình cũng thương. Kệ đi quý vị, mình thấy ai mình cũng thương đi thì đời đời kiếp kiếp ai cũng thương mình. Còn mình ghét, thấy người ta mà mình ghét người ta là thế nào? Nhiều đời nhiều kiếp người ta ghét mình không à. Nó, bây giờ phải chồng lại cái nhăn thôi. Ồ quý vị biết rằng mấy năm về trước mà hồi xưa ở ngoài đời chưa biết tu, người ta gặp cái mặt mình là ta thấy ghét à. Nó kỳ cục chứ, trời, đừng có mong mà ai mà cho tiền. Xin người ta mà ta còn quýnh chứ đừng nói mà cho. Vậy mà đi niệm Phật bây giờ tự nhiên ta gặp là người ta đưa tiền. Đúng là cái công đức niệm Phật này không tưởng tượng được. Những đức nói với những người khiếm thị này nghe, thí dụ như làm tất cả các việc gì mà quý vị đang làm đó nghe, hay là quý vị đấm bóp giác hơ gì không biết nghe, hay bán vé số gì đó, cứ là làm việc gì nghe, nhớ nghe, khi mà đang bán vé số mà đang chưa ai mua đó, ngồi chỗ nào mà bán đó, cứ ngồi đó cái miệng làm gì nè: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một chút cái bị con người ta lỡ người ta mua liền. Tại vì sao? Vì cái nghe cái tiếng niệm nó thê thảm quá đó. Mà câu Phật hiệu nó làm cho con người ta phát thiện quý vị ơi, làm cho người ta phát thiện. Mà người ta đi ngang qua lại, người ta nghe mình niệm câu A Di Đà Phật là người ta nói: trời ơi, cái người khiếm thị, cái người tật nguyền mà biết niệm Phật tội nghiệp quá à, thôi mua giấy số. Thấy không? Mà khi người ta mua giấy số, người ta trả tiền xong mà, rồi mình nếu mình không thối tiền lại mà trả tiền đủ luôn nghe, thì xong rồi thì mình cũng là như thế nào? Mình cũng là A Di Đà Phật chào người ta. Là sao? A Di Đà Phật. Còn thí dụ như mà kiểu mà đấm bóp cho ai mà có những người kiếm thị, người ta cũng làm người đấm bóp nghe quý vị. Đấm bóp cho người ta mà kiểu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bóp cho người ta. Trời ơi, bóp mấy cái người đó một chút nó hết nhức mình nhức mẩy luôn. Tại vì khi mình đấm bóp á, là cái tâm mình mà thiện á, thì mình đấm bóp cho người ta thì người ta đỡ nhức dữ lắm. Còn nếu như mình đấm bóp cho người ta mà mình mỏi tay cái mình bực bội lên, mình bóp một chút thì nó liệt luôn. Chứ không có giỡn đâu trời. À, khi mình đấm bóp cho người ta, hay là mình thí dụ như người ta nhức đầu mà lỡ bắt gió cho người ta đó, khi bị bắt gió cho người ta mà muốn linh á là gì nè, khi bị bắt gió cho người ta là hoàn toàn toàn tâm toàn ý, quý vị nghe, nó thư thớ hết, hoàn toàn thư thớ hết, nó nhẹ nhàng hết luôn, rồi bắt đầu quý vị mới bắt gió cho người ta, hiểu không? Chứ đừng có mà trước khi bắt gió cho người ta mà phun nước miếng phèo phèo cái lỗ tay, cái chà tay mà bắt gió cho người ta thì nó không ngon đâu. Thì sao? Mình cứ trước nhất là cái tâm trạng nó thoải mái trước nhất, rồi bắt đầu là mình bắt gió cho người ta. Thì khi mình bắt gió cho người ta, quý vị sao biết không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị niệm câu Phật hiệu này lên, quý vị làm cho cái người nhức đầu đó nó bình định tâm lại. Cái đầu mà nhức là do tâm nó loạn, nên khi mà họ nghe câu Phật hiệu tâm họ định lại, mà mình niệm sao mà cho nó nhẹ nhàng nhất nghe. Khi bắt gió cho người ta, đấm bóp cho người ta, mình niệm nhẹ nhất: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó nhẹ như vậy nó làm cho con người ta nó chủ vào câu Phật hiệu lại, thì quý vị bắt gió cho người ta xong rồi nó hết nhức đầu liền. Còn cái gặp mà cái tâm nó đang loạn, nó vô bắt gió tao mà nó bóp lia bóp liệm, nó chà chà trên đầu, nó làm chút coi chừng viêm sao nào luôn, chứ đừng nói mà hết, hiểu không? Nên từ nơi đó mà nó có cách dân á, một câu Phật hiệu này mà nó giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc đời này. Nên tất cả người khiếm thị mà ở đây mà nghe những đức nói chuyện nghe, quý vị mà quý những đức nghe, chỉ cần nhớ ơn những đức mà sắp xếp chương trình này quý vị được lợi dự. Quý vị chỉ cần nhớ ơn những đức là quý vị mỗi lần nghĩ tới những đức là làm câu gì? A Di Đà Phật. Rồi, một câu đó nói vậy là được rồi. Quý vị nhớ nha, tất cả những người ở đây, quý vị mà nhớ tới những đức là quý vị A Di Đà Phật một câu thôi, rồi là được rồi.
chứ đừng có nói dòng do gì thêm, niệm câu Phật hiệu là được rồi. Những Đức mong quý vị chỉ như vậy thôi. Vì sao? Vì 13 năm nay những Đức niệm Phật, những Đức đã thấy rồi, trời ơi, cái lợi ích của cái pháp môn tịnh độ này không thể nghĩ bàn. Có một bà già trong chùa mình 87 tuổi mới đây kìa. Bây giờ con người chúng ta đến thế gian ai mà không chết? Bây giờ ai mà không muốn mình chết nhẹ nhàng? Trời ơi, bà 86-87 tuổi mới đây kìa quý vị ơi. Bà niệm Phật mỗi ngày, bà hoan hỷ, bà vui vẻ vô cùng. 87 tuổi mà mền gói tự xếp lại hết. Nói với mấy cô rằng tất cả những gì tôi làm được thì để tôi làm, còn cái gì tôi làm không được thì tôi nhờ mấy cô. Thôi để tôi làm những việc này tôi làm được, để tôi làm cho. Thì quý vị biết rằng bà báo cho con, bà biết trước một ngày. Bà nói với mấy đứa con của bà, con có 7 đứa, bà nói với con bà gì nè: con ơi, ngày mai mẹ đi rồi, con ở lại cố gắng biết tu hành niệm Phật, dù bận biểu cỡ nào cũng niệm Phật nghe con. Mấy đứa con hỏi mẹ đi đâu, bà nói rằng mẹ đi về thế giới cực lạc. Thì đứa con nghĩ rằng mẹ 80 mấy tuổi rồi thì chắc mẹ nói vậy chứ sao mà bà nói như vậy. Thì quý vị biết rằng 8 giờ tối bà nói, sáng mai 3 giờ bà thức dậy, xong bà đi vệ sinh, bà đi tiểu, bà đeo cái máy niệm Phật nhỏ ngay cái lỗ tai bà luôn, bà đeo cái máy niệm Phật nhỏ ngay cái lỗ tai bà. Rồi bà đi vệ sinh, bà đi vệ sinh xong bà đi ra thì trên đoạn đường bà đi về lại phòng bà nằm. Thì bà đang đi bà nói nè: Phật A Di Đà đã đến trước tôi rồi, Phật A Di Đà đã đến trước tôi rồi. Bà nói dài. Mấy cô tưởng đâu rằng bà già này sao bảo nay bà ngộ với ta. Bà nói Phật A Di Đà đến trước tôi rồi, Phật A Di Đà đến trước tôi rồi. Thì bà về tới cái giường bà đó, bà nằm an tường đặc biệt, rồi bà nhắm mắt khép miệng lại, bà gà đi về thế giới cực lạc. Đây là xác thực 100%. Xong rồi tự nhiên cái duyên lạ vô cùng luôn. Hồi đó tới giờ là hộ niệm những Đức sắp ban bệ, những Đức chỉ là bố trí tư tưởng nhân sự sắp xếp hộ niệm thôi. Bữa đó tự nhiên giờ đó những Đức đi xuống ngay cái phòng của bà và ngồi xuống hộ niệm cho bà. Quay lại hết luôn cái đoạn ký sự hộ niệm của bà Sáu mới để lên mạng hôm qua buổi tối, vì vậy coi đi, rõ ràng luôn. Ôi ôi, mà bà đi xong thiêu xong để lên xá lợi luôn. Cái người niệm Phật mà đi tự tại như vậy, vì mỗi một con người chúng ta đến thế gian này ai mà không chết một lần? Cái chết như vậy ai mà không muốn? Có những người chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta nói một câu gì nè: nguyện Phật chờ gia hộ, còn sống thì khỏe, chết thì nhẹ. Mình mong vậy không à? Vậy thì bây giờ muốn còn sống thì khỏe, làm sao khỏe? Niệm A Di Đà Phật còn sống thì khỏe, ăn chay niệm Phật còn sống thì khỏe, khi mà chết thì ra đi nhẹ nhàng là Phật A Di Đà rước giảng sanh. Đó. Nó nên tất cả những người ngồi đây bây giờ quý vị coi, bây giờ chúng ta tại sao không cầu sanh cực lạc, trong khi ở cõi này chúng ta có cái gì? Thân thể thì bệnh hoạn, bây giờ khiếm thị, tay chân què hoặc khổ đau vô cùng. Sống trong cuộc đời này chúng ta sống cho qua ngày đoạn tháng. Bây giờ có một người chỉ mình có một quốc độ tuyệt vời, mà Đức Phật A Di Đà ngày phát nguyện chúng sanh niệm danh hiệu ngày ngày rước. Dù một con người này hung dữ hung bạo nhưng quay đầu niệm Phật thì ngày rước. Vậy bây giờ chúng ta có cơ hội, bây giờ cuộc đời này chúng ta có cái gì đây? Thật nguyện bây giờ người ta cho mình được chút đỉnh gì xài mất tiêu. Vậy thì giờ cuối cùng mình chết đi về đâu? Bây giờ mình hướng về cực lạc. Bây giờ ông thầy nói bây giờ con làm sao con về cực lạc được thầy? Thì cứ niệm A Di Đà Phật, làm bất cứ việc gì ngồi ở đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ chân thật đi, cứ chân thật mà niệm đi. Niệm viết rồi nó thay đổi tính tình luôn. Niệm viết rồi một con người hung dữ, nó thay đổi tính tình hung dữ, nó hiền. Niệm từ từ rồi con người mà keo kiệt, từ từ niệm rồi nó mở tâm lượng rộng ra luôn, không còn keo kiệt nữa. Rồi niệm từ từ rồi một con người cho rằng mình xấu xí, mà lạ thay niệm từ từ mình không còn thấy mình xấu xí nữa. Con Phật hiệu này nó lạ lắm quý vị ơi. Ngày xưa nghe những Đức hô, những Đức cứ là bị cái hô này nó buộc. Trời ơi, ngày xưa ngoài đời mà không dám cười, mỗi lần mà cười một cái là sợ nó đưa cái bằng não ra, đâu có dám cười đâu. Tại vì mình thì thấy mình hô quá, nên mỗi lần mà cười một cái là tự nhiên cái miệng cứ làm nè, nó sợ hả cái miệng ra rồi cái bằng não đưa ra, mắc cỡ nghe. Trời ơi, vậy mà từ khi biết tu tới bây giờ nghe quý vị, chơi xả láng luôn, không nghĩ hô gì chứ, mỗi lần mà cười một cái là ha ha, mà ngộ thay từ từ đỡ hô. Khi mình không thấy nó hô thì tự nó đỡ hô nghe quý vị. Còn nếu như mình mặc cảm với cái hô thì lạ thay là cái hô nó càng ngày nó càng lòi ra, nó lòi cái hô ra.
Nếu như gì bây giờ mình khổ vì cái tật nguyền khiếm thị thì tự nhiên cái khiếm thị và tật nguyền nó buộc mình luôn vậy đó. Nó làm cho mình có nghĩa là cuộc sống mình không có niềm vui. Tại sao bây giờ mình không xả cái đó đi? Mình chấp nhận là mình có được thân người là mừng rồi. Bây giờ chúng ta thấp nhất luôn nè quý vị, thấp nhất nè. Bây giờ chúng ta mang một cái thân tật nguyền, mình than quan trách phận. Bây giờ quý vị nghĩ nếu như đời này mà chúng ta mang thân súc sanh thì sao? Nó quá khổ. Được thân người nghe Phật Pháp còn mừng hơn, đỡ hơn súc sanh. Nên đời này chúng ta vẫn hơn nhiều loài, đúng không? Từ nơi đó mà chúng ta đặt vấn đề như vậy thì mình thấy mình hơn nhiều loài lắm. Còn một con người nghèo vô cùng, quý vị bị chồng chửi, chồng đánh, quý vị nhìn bao nhiêu người tật nguyền này, quý vị nói mình vẫn còn đỡ hơn người ta, hạ xuống cấp nữa, hiểu không? Nên con người đừng có nhìn quá lên quý vị à. Nhìn lên quá thì nó không biết đủ đâu, và nó khổ dữ lắm. Nếu như nhìn chung chung thì thấy cũng được đi, nhìn thấp xuống thì thấy mình hơn nhiều người lắm. Nên mong rằng tất cả những con người mà nghe Phật Pháp như vậy nè, thì quý vị sống những ngày tháng quý vị chấp nhận lắm. Nhớ nghe cái câu hay lắm nghe: thiếu nợ thì trả đừng than van, thiếu nợ thì vui trả đi đừng than van. Đừng có than van tại sao đời tôi khổ quá, mà nên dùng cái câu than van đó đắp vào cái câu gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, hay như vậy đó. Còn nếu như bây giờ vui trả nợ, mà vui trả nợ mà nói câu gì? Tôi vui trả nợ xong chết rồi thì thôi, tiêu rồi. Vui trả nợ mà chết rồi thì thôi, không có chuyện đó thôi đâu. Bây giờ vui trả nợ nhưng phải cầu tiến, đó là cầu sanh cực lạc, thì nó mới lên được. Còn nếu như vui trả nợ mà chịu chết luôn thì mình chết xong đi đọa tam đồ, thất bại liền. Nên chúng ta vui trả nợ nhưng mà chúng ta phải cầu tiến là cầu sanh cực lạc. Đó, nên tất cả những vị mà nghe như vậy rồi nghe, nhớ nè, ngày Chủ Nhật chùa mình bây giờ đông dữ lắm. Mà ngày Chủ Nhật là một cái ngày tuyệt vời, cộng tu nó vui. Nên quý vị tu cái phước duyên lớn nhất đó là gì? Chúng ta dám bỏ tiền thuê xe rủ người đi tu luôn. Ban đầu thuê xe rủ họ đi tu, từ từ họ nghe Pháp rồi, không bao giờ họ để cho quý vị thuê xe đâu. Vì họ hiểu liền. Nó, quý vị nhớ nghe, quý vị mà làm được cái việc này nghe, là cái việc lớn trong cuộc đời của mình mà làm được. Trời ơi, dẫn những người mà người ta chưa từng biết chùa chiền, chưa từng được nghe Pháp, khổ đau cùng cực, sống một đời mà sống tiêu cực, quý vị rủ người ta đi. Người ta nói không có tiền xe, được rồi tôi bao tiền xe cho chị luôn, tôi lo ăn uống cho chị luôn, chị đi đi, chị đi đi. Đi lỡ đây mà nghe giảng như vậy biết đâu người ta cởi mở tâm tư thì sao. Rồi mình lỡ đây mình đặt một chiếc máy nghe Pháp tặng luôn, về cầm chiếc máy nghe Pháp nghe viết rồi tự nhiên nó cởi mở tâm tư hết trơn. Trời ơi, quý vị cứu huệ mạng người ta. Cái cách này là cái cách cứu huệ mạng thật sự nè. Còn nếu như bây giờ cho ăn không mà không dạy, như là tiêu rồi đó. Làm sao mà biết đủ? Bị cho bao nhiêu người ta cũng không biết đủ hết trơn. Vì sao? Vì người ta không biết tu, không biết đủ. Mình phải dạy cho người ta biết nhân quả, để người ta hiểu cuộc đời này là do tạo nghiệp mà sanh ra cái khổ cuộc đời này. Thì bây giờ phải lặp lại, là cái tâm phải tu nhân tích đức lại. Như vậy thì cuộc đời mình mới thay đổi được. Nên mong rằng tất cả người khắp nơi nơi và những người tật nguyền khắp nơi nơi chưa đi về đây được, mà nghe qua công đoạn này nhớ nghe, tập niệm Phật, tập tu nhân tích đức lại. Và đừng nên dùng cái miệng này chữ thề, đừng nên dùng cái miệng này mấy bà mà chữ con này con kia, hoặc là đỉ điếm, đừng có chữ tầm bậy như vậy nữa. Nên dùng cái miệng này niệm A Di Đà Phật đi. Tại vì dùng cái miệng mà tạo khổ nghiệp nó không nên đâu. Nên qua cái buổi nói chuyện này như là một cái thông điệp, để mà lần nào gặp nhau những đứa cũng nhắc quý vị niệm Phật hết á. Mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả những vị ngồi ở đây và khắp nơi nơi được coi qua chương trình này, chúng ta đều hưởng được cái pháp vị thân tâm an lạc và tín nguyện niệm Phật kiên cố, để khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta chắp tay, chúng ta hồi hướng cái đi quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.